Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm dành cho bé nha. Đây, cái sản phẩm này Thanh rất là tâm đắc luôn đó mọi người. Đó là sản phẩm Blackmore thuộc dòng Super Kids cho bé. Thì cái sản phẩm này là cái viên nhai, còn gọi là kẹo tăng đề kháng ấy. Nhưng mà thật ra nó không thuộc dạng kẹo dẻo đâu mọi người. Nó chỉ là một cái viên, nó giống như là một viên viên nén, nhưng mà nó là dạng nhai ngọt ngọt và có vị thơm. Thì tại sao Thanh nói Thanh tâm đắc á, là hổm rày đó thì bắt đầu là Thanh thấy là hình như là vô cái mùa dịch rồi, các bé nó hay bị sổ mũi hay bị ho do thời tiết dạo này rất là tệ luôn. Anh không biết ngoài Bắc thì như thế nào, nhưng mà ở trong Nam đây á, thì thời tiết nó chuyển đổi rất là nhiều. Trong vòng một ngày có khúc á, thì rất là nắng nóng luôn, như là buổi trưa thì cực kỳ nắng nóng, đầu hôm cũng rất là nắng nóng khó chịu. Nhưng mà sau đó tới đêm, tới sáng thì lại chuyển qua là thời tiết nó bị lạnh. Thì các bé trong vòng một ngày mà phải là thích ứng với lại cái không khí mà nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Những bé mà sức đề kháng yếu, những bé mà hay dễ bị bệnh về đường hô hấp sẽ rất dễ bị cảm, sổ mũi đồ. Thì cái sản phẩm này Thanh đã sử dụng cho bé Trà rồi, và kể cả những các mầm khách hàng bên Thanh nó cũng sử dụng cho bé rồi, và có cái feedback rất tốt, đó là cái sản phẩm này sử dụng có hiệu quả nha mọi người, rất là ok luôn. Thì trước đây những cái bé mà còn nhỏ mình có thể dùng tăng đề kháng của Brower, thì bây giờ những bé lớn hơn á thì có thể sử dụng cái tăng đề kháng này của Blackmore. Thì cái dòng này cho bé từ 2 tuổi trở lên nha mọi người. Cái viên này là cái viên dạng nhai. Để Thanh mở cho mọi người xem luôn đi nha, cho dễ hình dung nha. Thì nó là giống như là một cái viên thuốc nén á. Nó giống như một cái viên thuốc nén nhưng mà nó là cái dạng nhai. Đây nè mọi người. Đây, một cái viên như thế này đây. Nó nhỏ à, đưa gần thì nó to hay nó nhỏ như vậy thì nó như một cái viên kẹo đó mọi người. Nó hơi ngọt ngọt. Đúng rồi, nó hơi ngọt ngọt, nó có vị vitamin C. Thì bé Trà nó ăn cái viên này nó rất là thích luôn. Nó không có bị ngọt gắt như là những cái viên C mà mình hay mua ở ngoài tiệm thuốc tây màu cam cam ấy, trong khi những cái hộp nhựa hình con thú ấy, mọi người, thì nó không bị ngọt gắt nhẹ, nó ngọt thanh vừa phải thôi. Và mùi thơm. Đặc biệt ở đây á, nó có cái nhóm dưỡng chất để tăng đề kháng, là nhóm vitamin C, vitamin D, vitamin E và kẽm. Một lọ thì 60 viên. Thì phía sau nhà sản xuất cũng nói là chứa 4 cái thành phần dinh dưỡng quan trọng để củng cố hệ miễn dịch cho bé, và là hỗ trợ cho cái sức khỏe của bé và cái sự phát triển của bé. Không có là chất làm ngọt, chất tạo màu hay là hương vị tổng hợp. Trẻ từ 2 tới 12 tuổi thì nhai. Cái viên này đặc biệt là nhai mọi người nha, chứ không phải là nuốt đâu. Không phải viên thuốc nuốt đâu nha, là viên nhai. Đây là viên nhai chewable, một viên mỗi ngày sau khi ăn. Thì đặc biệt Thanh thấy đó, những cái vitamin này mình nên ăn là sau khi ăn sáng hoặc sau khi ăn trưa thì nó sẽ ok hơn là mình ăn buổi tối. Tại vì buổi tối nếu mà ăn dùng trễ quá vitamin C, thứ nhất hấp thu không hết được, và thứ hai nữa vitamin C sẽ làm cho bé khó ngủ, thì nó sẽ làm cho bé kiểu mà nó hơi trằn trọc, hơi khó chịu. Nên là Thanh mọi người là nên sử dụng cho bé là sáng hoặc là trưa, hoặc là ít nhất là cũng phải khoảng là tầm 4 giờ trưa chiều thôi. Còn sau đó nữa thì mình không nên sử dụng những cái sản phẩm như là vitamin tổng hợp đồ, hay là những cái sản phẩm tăng đề kháng có chứa vitamin C đồ, vitamin D3 giờ đó thì nó sẽ không có hấp thu được nhiều mọi người ha. Thì nó sẽ bị ủng luôn đó. Và đặc biệt là kiểu mà nó sẽ vitamin C mà buổi tối mình dùng, nó sẽ làm cho kiểu mà người nó khó ngủ hơn một xíu. Thì các bé mà nó đã năng động sẵn rồi, mà nếu một buổi tối mình cho dùng vitamin C nữa đó, thì các bé sẽ dễ bị trằn trọc, khó ngủ hơn. Thì nó là một cái sản phẩm nó rất là kiểu mà nó rất là bình thường. Cái ban thành phần của nó chỉ có là 4 cái thành phần là C, D, E với lại kẽm thôi. Nhưng mà Thanh nói thật là mọi người có, nếu mà các bé hơi yếu hay bị bệnh cảm vặt được, đi học ra mầm non bị cảm vặt rồi, thì mọi người có thể là sử dụng cái lọ này Thanh cho thử đi nha. Thanh thấy là rất là ok luôn. Thật ra là hôm nay các mẹ dùng á, các mẹ đều có mua lại bên Thanh luôn á, và nói là có hiệu nghiệm. Thì cái món này rất là tự tin luôn. Thì mọi người có thể mà liên hệ số hotline bên Thanh, đó là 0769845698 để mà được tư vấn thêm về cái sản phẩm này nha.
Thì hôm nay ngắn ngắn tới đây thôi, tại vì thật ra nó không có một cái gì mà nó gọi là nó thần thánh quá để mà mình làm cái clip dài, nhưng mà Thanh muốn giới thiệu với mọi người, nó không thần thánh nhưng nó rất cần thiết đó mọi người, vào cái mùa dịch này á thì mọi người thử sử dụng nha, đặc biệt là các bé mà hay bị cảm nè, hay bị bệnh vặt, và các bé vừa bị bệnh xong thì mình cũng nên sử dụng cái này để mà có thể tăng sức đề kháng cho các bé nha mọi người nha. Và đặc biệt cái sản phẩm này nó giúp tăng đề kháng nhưng nó không hề bị bón, bị táo bón ở trẻ, tại vì bé trà của Thanh nó là cơ địa bón và nó đã sử dụng rồi, và Thanh thấy nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng tới vấn đề bón của bé. Nói nó không bón nhưng mà chế độ ăn uống của các bé luôn luôn cần rau xanh và trái cây nha mọi người, chứ đừng có mà bé không ăn rau không ăn trái cây xong rồi cho sử dụng cái này, cái nó mọi người lại nói với Thanh là ủa sao nó không bón mà giờ nó bón. Mọi người ơi, nó gây bón là khi mà bé vẫn sử dụng rau xanh trái cây mà nó vẫn gây bón thì mới gọi là bón, còn cái này nó không có bị như vậy. Còn cái dinh dưỡng của bé mỗi ngày thì phải đầy đủ rau xanh trái cây và nước đầy đủ thì nó mới sẽ không gây bón cho bé nha mọi người nha. Thì Thanh nói tới đây thôi, bye bye mọi người, lần sau Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm khác hay ho khác nha, bye.